Hello nha em, mới dậy con rai sân cơ xe đẹp quá em ạ. Giá báo đầu clip luôn cho anh em nắm nha nè. Biển số cũng ok quá ha. Giá 23 triệu nha em, hồ sơ thêm tiền. Cho cái này để đây vô em. Nè. Tại này cuốn gọn rồi, sao mà tùm lum hết trơn. Máy móc nguyên zin nha nè, gọn cho em coi ha, nồng niết cũng không có giật mở, em yên tâm. Rồi tối à đây nè ha, không có dấu mở nha, đó thấy không. Dùng một cò bô kêu mở thế đây đó, nè cốp gòn biết rồi. Thằng này chạy thì cái độ lực nó khỏi phải nói vậy nè, bao lực rồi mới 12.000 mấy rồi nè. Ừ. 23 triệu nha, hồ sơ tự lo, còn rút thì nhờ dịch vụ rút, còn hoặc là bên em hỗ trợ nha, vỏ còn cặp đi có mười mấy ngàn thôi. Màu đỏ đen xe đẹp quá rồi, vậy thôi, áo dán keo rồi khỏi phải tả luôn không, đèn đốm đồ đẹp, máy thì nguyên zin, nói chung cái chắc xe chạy mười mấy ngàn thì đó máy khỏi tả rồi. Đèn tích hợp thì đẹp quá ha. Rồi anh em có thì alo nhé, 23 triệu hồ sơ kinh phí rồi, xin cảm ơn anh em.